Làm thế nào để kiểm tra mẫu 04SSHDDT đã được gửi đến cơ quan thuế hay chưa? Mẫu 04SSHDDT là mẫu thông báo hóa đơn sai sót, được quy định tại Phụ lục 1A, ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trường hợp hóa đơn có sai sót đã gửi mẫu 04SSHDDT đến cơ quan thuế, quý khách hàng có thể kiểm tra và theo dõi trạng thái xử lý của cơ quan thuế bằng cách. Tại nền tảng BKAVI hóa đơn, anh chị vào phần kết nối với cơ quan thuế. Tại mục quản lý thông báo 04SS, anh chị chọn ngày thông báo. Nền tảng sẽ hiển thị các mẫu 04SSHDDT đã nộp lên thuế trong khoảng thời gian đã chọn. Mỗi thông báo sai sót sẽ hiển thị trên một dòng và hiển thị trạng thái xử lý của cơ quan thuế. Anh chị có thể xem lại mẫu 04SS đã nộp bằng cách bấm vào biểu tượng kính lúp hoặc bấm vào biểu tượng đồng hồ để xem lịch sử xử lý.